Bị chê, phía bà Tân Vlog tuyên bố không làm các clip siêu to khổng lồ nữa. Sau thời gian bị chê và than phiền về chất lượng, phía bà Tân Vlog tuyên bố trong thời gian tới sẽ không tiếp tục làm các clip siêu to khổng lồ nữa. Nổi lên như một hiện tượng mạng thông qua các clip hướng dẫn làm các món siêu to khổng lồ, bà Tân Vlog nhanh chóng gây chú ý. Chẳng phải chờ đợi lâu, chỉ sau vài tháng kênh của bà Tân đã sở hữu nút vàng của YouTube. Tuy nhiên thời gian gần đây, bà Tân Vlog bị than phiền về chất lượng clip cũng như không còn sự dung dị chân chất, thay vào đó là sự diễn xuất. Không những vậy, một số cư dân mạng còn tố bà Tân thiếu trung thực trong quá trình làm các món siêu to khổng lồ. Trước những lời chê bai góp ý, con trai bà Tân Vlog, anh Hân Vlog tuyên bố, trong thời gian tới kênh YouTube của mẹ sẽ không tiếp tục làm các clip siêu to khổng lồ nữa. Hiện tại tôi vẫn đang cố gắng thay đổi nội dung để kênh không bị nhàm chán. Sắp tới tôi sẽ không tập trung làm quá nhiều clip siêu to khổng lồ nữa, mà chuyển qua làm các nội dung nấu ăn bình thường thôi. Tôi sẽ thay đổi dần dần và đan xen nội dung mới chứ không thay đổi một cách đột ngột. Hơn nữa tôi cũng cần có thời gian để suy nghĩ ra nội dung mới và sáng tạo. Vừa qua bà Tân Vlog gây tranh cãi khi cùng con trai tham gia Thách Thức Danh Hài. Khi chương trình chưa lên sóng, nhiều tin đồn cho rằng bà Tân giành 100 triệu, tuy nhiên mẹ con anh Hân Vlog dừng chân khi vào vòng 4.